Mới đây, cư dân mạng không ngừng xôn xao trước clip một ông bố đang đứng chờ đón con trước cổng trường. Nhưng thay vì đứng bấm điện thoại như các ông bố ba mẹ khác, ông bố này lại tranh thủ ngồi nhặt rau. Điều đó khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại thấy ông bố này quá thông minh, sáng tạo và quan trọng là biết tận dụng thời gian hiệu quả. Quả thật, phải công nhận rằng hành động này quá sáng tạo và tận dụng thời gian hiệu quả. Thế là khoảng thời gian chờ đón con không trở nên lãng phí nữa. Lát nữa về nhà chỉ việc rửa rồi nấu cơm thôi. Rất nhiều người tỏ ra trầm trồ trước hành động của ông bố trên. Nhiều người còn nói rằng phải học tập theo. Đúng là người bố của năm, u là trời dễ thương ghê. Đây mới là sự quyến rũ của đàn ông nhé. Bà vợ quá hãnh diện khi có ông chồng như vậy. Một số cư dân mạng bình luận.